xin biến chào quý vị, các bạn và toàn thể anh em đang theo dõi trên video này nhé. Và để cùng hòa chung với cái không khí ngày hội bóng đá của xã nhà thì mình có quay và ghi lại một số những cái pha hay cũng như những cái khoảnh khắc đẹp để lưu giữ lại anh em làm kỷ niệm. Và trong khi xem, anh em có thấy vui vui thì hãy chia sẻ cho mọi người bạn bè cùng xem, cũng như like, share để ủng hộ tinh thần kênh các bạn nhé. Chưa đăng ký thì nhấn vào nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Và máy quay có độ phân giải cao cho nên là các bạn cũng có thể xem lại trên màn hình TV. Chất lượng hình ảnh cũng khá là ổn các bạn nhé. Vâng, và xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video và chúc các bạn cùng người thân xem video vui vẻ. Phản công. Vào lưới. Tỷ số là 1-0. 1-0 do pha lập công của Danh Điền ở phút thứ 12 nha. Rất nhanh gọn. Danh Điền phải nói là quan sát cực kỳ nhanh nhạy. Thấy thủ môn lên cao một phát là nick luôn. Hy vọng là U40 hôm nay sẽ giành chọn 3 điểm trong trận đấu. Như đã phạt đúng lúc này là Tiến Đạt. Một quả chào bóng vào trong. Lại một quả chào bóng vào trong. Không vào. Cano thủ môn Tuấn Giang. Tuấn Giang rất kinh nghiệm. Bắt giải cho chúng ta Tụng Dương. Một pha phản công, Danh Kiên bên kia. Danh Kiên. Ra rồi, không các cầu thủ Đồng Anh đã không vào, rất tiếc trong bóng được, không thể nào qua một pha phản công. Danh Kiên, Danh Điền, giữ điểm đi, giữ điểm, không được. Đại đâu, rất nhanh, rất đẹp mắt. Lưới điểm đi, không vào. Bá Phú, lưới điểm đi, vào bắt tay Tùng Dương. Một quả chào bóng vào trong. Không được. Và ô dứt điểm. Ra rồi. Rất nhanh gọn. Phải nói là cầu
quả treo bóng vào trong, không vào. Đó là đúng lên. Thẳng nữa rồi. Một quả trong lá bắt đầu. Không vào. Bóng vào trong cái đầu rồi luôn. Không vào, vẫn không vào. Một cú đánh đầu. Rau. Cú đi, dứt điểm. Không vào. Rất. Rau lên. Lần bốn. Cầu rào như thức vị quà vắng bóng hình như chưa chạm vào bóng cả. Điểm thành công giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì con số chắc chắn là phải nảy lên 150 triệu. Wow. Quang Hùng vượt qua cả tôi. Cú đá. Tiền vô cùng không được. Thành Nghi có lỗi cho quả bóng vừa rồi. Dứt điểm. Không vào. Ngọc Quân vừa tung. Bóng rất chắc, Quân Quân. Không vào. Không vào. Liên tục vào. Không vào. Một cú vẩy đầu của Kram. Tuy nhiên thì vẫn không thể nào chiến thắng được thủ thành Văn Dũng. Bá chính cầu thủ mới tay người hình như chưa mặc áo gì cả. Một cú bằng bóng. Trái đâu? Đối mặt cầu thủ vô trụ. Không vào. Lần đối. Dạ. Lần đối. Cú thúc trái phá của Văn Tuấn. Trận đấu bỏ tay rất hay. Một cú thúc trái phá của Văn Tuấn.
Một pha đá vạt của Ngọc Quân. Vũ Điền. Đúng rồi, một ngày làm việc của bạn Dũng này vô cùng vất vả bà con ạ. Bạn Dũng vất vả quá anh ơi. Tỏ ra lại đau rồi. Liên tục bị công phá với cầu thủ trẻ, công phá vào bạn Dũng. Cứ đào với vào khung thành của bạn Dũng rồi. Phải nói là bạn Dũng hôm nay quá vất vả rồi. Không sao em ơi, đứng dậy đi, thi đấu tiếp đi. Mình là những người hùng mà. Dù ở mặt trận nào thì mình cũng phải cố gắng thi đấu, không bao giờ được phép bỏ cuộc nha. Vì màu cờ xanh áo của đội mình. Tiêm thật tí du binh vào. Thi đấu được rồi. Bình Tân. Không là Bình Tân. Bình Tân phải không? Bình Lê. Không để chiến thắng được Văn Dung. Wow. Hết rồi.